Rồi, hello, Dạng xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay Dạng tiếp tục bẫy bầy cua ở thành phố. Đây, đây là sáu cây chuột trời của Tài Thiên. Kia vẫn cảnh cũ như xưa nha các cô chú anh chị ơi. Đó. Còn ở đây là một cái ngôi nhà cao tầng. Dáng này sương mù quá, chưa thấy rõ nha. Chưa chưa dạng quay cho các chú anh chị xem. Còn kia là em Nghĩa đang giăng hai tay lưới tàng hình nha. Đây, lưới tàng hình giăng kế bên luôn đó, đây luôn. Thì dạng hứng cái đường cua ở dưới kia lên, cua ở dưới sông Sài Gòn á, dạng hứng cái đường cua ở dưới sông Sài Gòn lên nha các cô chú anh chị. Ngay cái sân của dạng bữa nay nó lục cục lòn hòn quá, dạng khó chảy quá, dạng chảy lưới hơi lâu hơi trễ nè, nhấp nhô nhấp nhô nhấp nhô à, nằm cơi lên trên luôn. Cho là em Nghĩa đang giăng hai tay lưới tàng hình đó. Rồi từng vừa rồi thì cũng chưa có anh em nào trúng, từng này để các anh em xem cái khúc cuối để dạng công bố lên cho anh em nhiêu nhiêu nha. Cái từng rồi thì nói chung chưa có anh em nào trúng hết nha. Thì anh em mong anh em xem hết video đoạn hiểu nha. Có nhiều anh em xem không hết video rồi vô bình luận liền, nên cái tuần vừa rồi dạng bị bận công chuyện quá nên dạng không có mở game show cho anh em chơi được, không có mở game show cho anh em chơi được. Mong anh em xem hết video ở khúc cuối để dạng nói cái cách chơi cho anh em xem. Thì dạng nói thì nói chung là thứ bảy hàng tuần, nhưng mà thứ bảy tuần rồi thì dạng không có đi được, không có đi quýnh chim được, nên dạng không có lên cái game show cho anh em chơi. Thì mong các anh em cũng thông cảm cho dạng nha. Rồi từ đây sắp lên là dạng chơi suốt luôn nha anh em. Đã dạng hết công chuyện rồi, công chuyện dạng cũng hết rồi nha. Đó thì anh em xem hết video mà xong để khúc sau dạng nói rồi dạng công bố đọc số điện thoại rồi cho anh em nha. Đây, chỗ này là cái chỗ những chị ấy vô đây. Dạng ngồi kế bên luôn, về ngồi đó đậu xe ở đây quýnh đây cua Sài Gòn dạng lắm cô chú anh chị ơi. Rồi chúc các cô chú anh chị xem video vui vẻ nha.
đầu ngay đám xe cao mà cái đám mà bữa mày với Nghĩa răng đánh đầu đó. Đây nè mày, ba đứa nha, dính lưới tàng hình đứa nha. Nha em to đẹp hết nói luôn, em chim chiền hết nó đẹp nha. Còn em này già còm nát, không chơi được anh em ơi. Còn em tơ mới đẻ ngàn qua tơ mới đẻ ngàn qua luôn, mới về gần. Tiếp tục anh em ơi. Đây, em này đẹp quá nè, em thấy nó đẹp nè. Em ấy chân lùng tè luôn nè, cô chú anh chị ơi, chân quá lùng đẹp luôn đó. Chân lùng tè đã đó ha, còn cũng nhiều. Tiếp tục cô chú chị ơi. Còn con nữa cô chú anh chị ơi. Làm luôn nha cô chú anh chị. Một lần.
con này trống luôn cô chú anh chị ơi, con này trống luôn nha, không ăn đâu mà lúa nhóc chừng dưới Sài Gòn lúa đâu ăn biết nữa nè, chừng à bự giờ bá luôn tè, còn cũng nhiều nha. Đó con này trống tiếp tục cô chú anh chị ơi. Hết nó đẹp rồi cô chú chị ơi, coi ra hết nói cùa nha, cùa này quá đã đó, quá đã cô chú chị ơi, cùa này chân lùng tè coi nè, chân lùng lắm, chân bự chà bá luôn nha, hết nói cùa, cùa này trống luôn cô chú chị ơi, quá đã rồi. Tiếp tục nha các cô chú anh chị. Ở nhà có cái cuốc cái gì không ta? Cái cuốc ngay chỗ cái sinh thảo của đâu có cái len dục ngay cái sinh thảo là nghĩa biết đó. Cái len của mấy công trình nó làm cái dục á, nó lấy ra để trong ngay chỗ cái sinh thảo ngay chỗ thung mới là nghĩa biết rồi. Cái len nó bén lắm. Mai lên đó thì lại ai cứ nói nghĩa là nghĩa nó biết là cái len nó dậy ngày đó à. Quá trời đẹp luôn, đẹp dữ dằn, không mai quýnh chưa được đâu, làm bữa hai bữa không quýnh được, còn này giống hoa lai dữ trời, còn này giống hoa lai dữ trời, còn này giống ùi hoa lai vậy anh em,
có nó đẹp luôn. Đẹp ghê chứ. Con này đẹp. Trường ghê ha. Trường còm dữ dằn dằn còm. Rõ ràng luôn. Con này giống hoa lai quá, bự. Đuôi bằng thẳng đẹp ghê không anh? Chân chân tròn tròn. Cái đuôi như bị cắt kìa hả? Không. Nó bằng. Quá đẹp. Tiếp tục anh em ơi. Thôi giờ cũng ở trưa rồi anh em ơi, chuẩn bị về thôi chứ khu bữa nay bị gì ở bên kia nó qua ít quá à, sáo đồ cũng vô hết rồi nè. Đó, có con sáo kiền rồi, sáo thì kiền có rồi. Con chim sáo sảy luôn, có đó. Kiền luôn nha anh em. Đó, sáo rồi có sáo sảy đồ tùm lum nha. Ủa sao có sáo nâu đầu trắng ngộ hả? Đó, khu thì bữa nay hình như là được 7 con hay sao à. Để dặn coi gây mấy con đây. Nắng à, nắng quá nắng. Con mã lai đâu rồi? Bảy em có một con, có một con giống mã lai thôi chứ không phải không kìa. Con con nè, con con nè. Con con cái quy nó lật nhớt à, giống thịt mã lai à mà không biết phải không nha. Má lai cũng đâu làm gì đâu, bây giờ mình chơi vòng việc không mà má lai cũng muốn làm cái gì nè. Con này quy quá chơ, con này cầm lửa hết nó cầm lửa luôn, con cầm lửa ghê thiệt ta. Đó, con cầm lửa này ra à, con này dính sao nha, dính lưới tàng hình cầm lửa hết nói luôn không. Con này cũng già cu quá trời, cầm lửa cầm dây đặc cu Sài Gòn này chục con là được con hai con đẹp à, anh em ơi. Cu Sài Gòn nó không đẹp mấy, con này được nè ha. Đó, phải mắt to bự đó, mắt đỏ màu luôn đó. Sao chá lại ta không thấy rõ ta. Con này nè, để bắt ra khỏe con này kìa. Con này là quy nó không im, nhưng mà mặt mày nó nhìn ác. Mặt mày nó nhìn ác. À. Đó, đứng kê điện thoại không kìa. Đó, con này mặt mày nhìn cơm. Đúng ác nha. Đó. Cơm nhiều cơm. Cơm hột nào ra hột đó. Con này mặt nó ác. Chân này cũng lùn. Chân này chân tơ. Anh em có giao lưu thì giao lưu qua số điện thoại 038 22 33 691 nha anh em. Anh em xem hết video của dạng mới biết được nha anh em ơi. Thì cái game show lần này là dạng lên cho anh em một con bổi nổi thôi. Đúng ra một chục con kia nha. Nhưng mà game show lần này thì dạng nuôi nó ăn lúa quá chí. Vậy nuôi hoài nó ăn lúa quá thì thôi vậy bán cho anh em người ta thả ao phi. Thì nó cũng bán được 1 triệu. Thì dạng cũng quy ra con bổi nổi của dạng. Để chút xíu dạng quay con bổi nổi của dạng cho anh em xem. Ha. Rồi lên tuần này dạng lên cho anh em con bổi nổi nha anh em. Con bổi nổi này nổi mạnh luôn anh em ơi. Gù gáy mạnh nha. Là chút xíu dạng quay cho anh em xem. Rồi bây giờ thì dạng cuốn lưới đây, chút xíu dạng về dạng quay cho anh em xem nha.